NATO thay đổi lớn, muốn huy động 100 tỷ euro để viện trợ vũ trang Ukraine. Tính kế đề phòng nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ngày 2 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất việc thành lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro, khoảng 108 tỷ đô la trong vòng 5 năm để hỗ trợ Ukraine trong việc tăng cường khả năng quốc phòng của họ. Đề xuất này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Mỹ vào ngày 3 tháng 4 nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới. Theo đề xuất, các quốc gia thành viên NATO sẽ đóng góp vào quỹ này dựa trên nền kinh tế của mỗi quốc gia. Mục tiêu của việc thành lập quỹ này là để hỗ trợ Ukraine trong việc tăng cường khả năng quốc phòng và nhận được sự hỗ trợ từ liên minh NATO. Điều này cũng sẽ giúp NATO có một vai trò quan trọng hơn trong việc điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhằm đảm bảo rằng các cuộc thay đổi chính trị trong các quốc gia thành viên NATO sẽ không ảnh hưởng đến việc hỗ trợ Ukraine tuy nhiên có những câu hỏi lớn về cách thức hoạt động và kế hoạch cụ thể của quỹ này và có thể sẽ có những thay đổi trước khi đến hội nghị thượng đỉnh tại mỹ điều này cũng đánh dấu một thay đổi lớn đối với nato từ việc chỉ hỗ trợ phi sát thương cho ukraine đến việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự trực tiếp trong khi đó các lực lượng vũ trang của ukraine đang cố gắng chống lại sự tấn công của nga trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ các quốc gia phương tây đang dần cạn kiệt tuy nhiên gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la từ Mỹ hiện đang đình trệ tại quốc hội nước này, mặc dù có hy vọng rằng nó sẽ được thông qua trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, các quan chức Nga cũng đã cáo buộc rằng NATO đang tham gia vào việc huấn luyện các lực lượng đánh thuê và biệt kích để thực hiện các hoạt động phá hoại chống lại Nga. Các quan chức Nga cũng cho rằng NATO đang tăng cường tiềm lực quân sự dọc biên giới với Nga từ biển Barents đến biển Đen.